vợ sống được lâu, sợ vợ ta mới ngầu nên sợ vợ ta mới giàu. Vợ ta nên ta sợ thôi, sợ vợ có thì sai, vợ mình là luôn đúng, vợ mình xinh nhất hành tinh. Sợ vợ có gì sai, mà sai vợ là ăn đòn. Sợ vợ có gì sai, mà sai vợ là u độc. Em ơi đừng có la, anh lon ton chạy quét nhà, anh đang rửa chén nè, em uống gì anh pha. Em ơi đừng khó khăn, anh luôn luôn cố gắng mà, anh là ô xin cao cấp, em mệt về nhà anh lo. Sợ vợ có gì sai, mà sai vợ là ăn đòn. Sợ vợ có gì sai, mà sai vợ là u độc. Ê anh em mày râu ơi, sợ vợ sống được lâu, sợ vợ ta mới ngầu nên sợ vợ ta mới giàu. Vợ ta nên ta sợ thôi, sợ vợ có thì sai, vợ mình là luôn đúng, vợ mình xinh nhất hành tinh. Con chào hai bác. Ủa Hải Phượng, con tới đây con kiếm ai? Có chuyện gì vậy con? Con tới đây kiếm anh Hải Anh đó hai bác. Hải Anh ở nhà không? Hải Anh nó vừa có vợ, mà con đến đây như vậy thì không hay cái lắm, bởi vì con là đã từng là bạn gái cũ của Hải Anh mà con. Đúng, bất tiện lắm con. Con thấy đâu gì đâu bất tiện quá. Con tới đây để đòi nợ mà. Đòi nợ? Ảnh nợ con nhiều lắm, bao nhiêu khoản nợ con ghi hết trong đây nè. Khi con và nó chia tay nhau thì có chuyện gì thì giải quyết với nhau một cách rõ ràng đi. Sao bây giờ lại dây dưa như vậy chứ? Dây dưa gì bác, thì ảnh còn nợ con, không tới con đòi thôi. Ba mẹ. Con. Ủa mẹ mới nói ai dây dưa ai gì vậy? Ủa mà là ai đây? Là như vậy nè, đây là Hải Phượng, bồ cũ của Hải Anh. Không, bồ cũ thôi, dứt khoát hết rồi. Nhưng mà còn số vấn đề chưa có dứt khoát được đó con. Chồng cô thiếu nợ tôi hết trong đây rồi đó. Có gì vậy? Đâu có dễ để cô coi vậy. Ôi chụp mà sao không chính xác gì hết vậy? Con nói cho bác biết, món nợ của Hải Anh trả cả đời cũng không nổi đấy với con. Trời, phải bồi thường cho con. Bình tĩnh mà, bình tĩnh con vào ở đây con tiếp chủ nợ giùm, để ba đưa mẹ con đi vào trong. Tôi tính được cho bà đi du lịch, đi vô. Con giải quyết giùm ba, mẹ con yếu lắm, ba yếu theo luôn mà. Cái bức tranh đó là của tôi mua cho ba mẹ chồng tôi đó. Cô không có được cấn nợ nha không? Mua cái tranh gì thấy gớm vậy? Làm gì bự chản vậy? Ủa? Cái nhà bự vậy thì treo cái tranh bự vậy là hợp rồi. Cô muốn tranh nhỏ, bộ làm gì ảnh cô hả? Cái gì cái màu sắc cũng phải hài hòa hiểu không? Cái màu gì là không được rồi nè. Trời ơi, nghĩ sao chữ lọc gì màu trắng? Màu trắng là màu tan tóc không có hợp. Trời đất ơi! Ủa đá phong thủy màu này đúng rồi, chứ bây giờ cô muốn màu gì? Màu đỏ mới được. Ủa đạn cu ly chân nít chơi hay màu xanh màu đỏ? Phải màu như vậy á, cuộc sống nó mới phát triển. Phát triển cái gì? Đi ra đi tôi coi cho, mệt quá, nhiều chuyện quá. Mới mốt đổi bình bông đi nha. Đổi gì mà đổi? Với cái bức tranh này á. Về đi, đi về. Ủa gì về, gì đủ tôi về, tôi là chủ nợ mà. Chủ nợ cái gì mà chủ nợ? Ở đây không có cái gì cho cô siết hết trơn á. Thôi à. Giỏi thì cô bưng tôi về đi. Cái gì? Em siết tôi đi, bưng tôi về đi. Em nợ năng gì mà để người ta thấy xin nợ vậy? Anh. Ủa? Phượng. Em tới đây đòi nợ á. Anh với em chia tay là hết rồi. Có chuyện gì mà em tới đây tìm anh? Đó, thấy chưa? Người ta đã nói thẳng vô mặt cô như vậy rồi, còn không bao đi về. Nếu không thì còn ăn bắt cô đó. Tôi nói có nợ là có nợ. Có nợ cái gì, đi về đi. Đây nè. Anh thiếu nợ em đó. Trả hết cho em đi. Không trả em không về đâu. Thấy em, anh không cần phải lo gì hết. Anh nợ nần bao nhiêu anh nói ra đi, em sẽ lo hết. Em sẽ nói với ba mẹ cầm cố cái nhà này trả nợ cho anh. Nợ này con không có trả được đâu. Đúng, khoản nợ này chỉ có anh trả được thôi. Bà xã cứ yên tâm ở đây đợi anh. Ủa ê đây, ủa nè anh ấy đi trả nợ mà làm gì nắm tay nhau vậy hả? Mấy chuyện tầm phào như vậy em cũng quyết thành nợ được. Cũng may mắn lúc đó anh ra quyết định hủy hôn với em. Anh vừa phải thôi nha. Sao anh nói chuyện với người chồng hụt của tôi vậy? Bực bội à. Anh thì có liên quan gì tới chồng hụt của em? Có sao không có. Tại anh á, anh quen em 3 năm xong rồi cái anh không cưới em. Bây giờ chồng hụt của em á, bắt em phải tới kiếm anh để anh ký giấy xác nhận á, là hồi đó anh bỏ em không phải là lỗi của em. Chứ giờ á, người ta không chịu cưới em kìa. Nhưng lúc chia tay á, là lỗi ở em mà, đâu phải ở anh. Em nói cho anh biết nha, em đã vì anh, em phí mất 3 năm tuổi thanh xuân. Em phí hết 1095 ngày để yêu thương anh, 26.280 giờ em hy sinh cho anh. Bây giờ anh trả lại cho em đi. Hả? Trả lại cho em đi. Phượng, anh cũng như em, 3 năm mình quen nhau, 1095 ngày, 2285 giờ. Đúng phải, trời ơi, thời gian quen nhau cũng không nhớ nữa. 26.280 giờ. Ừ, thì đại khái là vậy đi. Rồi, coi như mình huề nhé Phượng. Ôi, nhưng mà Huệ, bây giờ anh có vợ của em không được có chồng kìa. Ôi, anh đền với em Phượng đi. Anh hãy anh. Về nha Phượng. Anh hãy anh. Má ơi, công lao hai vợ chồng mấy chục năm nay dành dụm, cần kiệm không dám ăn dám xài, mua từ món đồ để chưng trong gia đình. Con cái ơi, con gây ra nợ đằng làm chi, để ta tới ta siết đồ với nè. Mình ơi, cái cảnh siết đồ này em thấy nó quen ghê lắm. Hình ảnh này nó lởn vởn trong đầu của em, mà giờ mệt quá em không nhớ ra. Hải Anh, Hải Anh, Hải Anh về rồi hả? Hải Anh à, em với ba mẹ đã thống nhất với nhau rồi. Anh cứ kêu cô ta lại đây đi. Lại đây, trong nhà này có cái gì cô ta cứ diệt xiết, không phải lo gì hết, tại tất cả là đồ của ba mẹ không hả? Trời ơi đâu. Trời ơi, chuyện không phải như ba mẹ nghĩ đâu. Con không phải là người gây ra nợ rồi người ta tới đây để xiết đồ đâu. Ủa, không tới đây xiết đồ, vậy sao vô đây gặp cái gì cũng sợ, gặp cái gì cũng nói, còn gom mấy cục đá ra đây nữa. Cô ba mẹ không có nhớ tính của Hải Phượng hả? Tính vậy là sao? Hải Phượng. Dạ. Cái bàn bác đang làm việc mà, bác đang làm sổ sách mà, tự nhiên bác lấy cuốn sổ của bác ra, con để bịch bông vô, nó coi là chướng ngại vật đó con. Đâu có gì đâu bác. Hoa thì được ví như là người phụ nữ đẹp. Người phụ nữ đẹp thì không có nên bỏ trong kẹp, phải đem phải chưng nó mới đẹp. Má ơi, phụ nữ chưng giữa bàn. Cái đàn ơi mẹ ơi. Bác. Dạ. Tại sao? Dạ, tôi quên cái gì vậy? Tại sao cái bàn ăn lại được đặt để ở giữa nhà như vậy? Dạ. Là tại vì hồi dọn nó đã đặt ở giữa bàn để ăn cơm rồi. Giữa bàn để gia đình đoàn tụ ngồi ăn cơm giữa nhà con. Không được, sai phong thủy lắm. Phong thủy là sai. Đúng rồi, cái bàn này nè. Sao con? Đem ra hè để chịu ăn chè. Bác, nhà mình có cái kệ bếp kìa. Đó là cái bồn rửa chén luôn. Rồi sao? Bây giờ mình thiết kế cho nó thành một cái quầy bar đi, như trong quán bar vậy đó. Rồi bắt cho mỗi người một cái ghế bar, ngồi ăn cơm. Người ăn cơm ghế bar ngồi cao cao, xoay vòng vòng vậy nè. Dạ đúng rồi bác. Mỗi lần tôi bà gấp đồ vừa gấp nó làm ăn. Hai vợ chồng gà cắm đầu xuống lồi bản họng ra luôn. Bác này, như vậy á mới hợp phong thủy, như vậy gia đình sẽ hạnh phúc. Phong thủy gì thấy được gặp bác sĩ như phong thủy gì. Thấy anh, làm ơn đưa bạn gái con đi đi. Đi chơi đi, đi càng xa càng tốt, đi càng lâu cũng càng tốt luôn. Trời ơi, chứ mỗi lần mà nó qua đây nó thay đổi phong thủy gì ba mẹ chóng mặt lắm rồi con. Phải anh. Hả? Anh sao vậy? Em dặn sao không nhớ hả? Trời ơi, sao tự nhiên bữa nay ngày gì, ngày kỵ mà sao mặc cái áo tối thui vậy? Đi lên thay liền cho em. Thay liền cái màu nó sáng láng lên, đi lên thay liền cho em thiệt tình hả? Nghe lời người ta dễ chân. Đi lên đây. Thay anh. Cái bà mẹ ơi. Cái gì vậy? Sao vậy? Khiến cái bà ra hè. Lẹ lên. Bà nghe, má tôi chết rồi mà, giờ này con dâu hay là má tôi vậy? Bà mẹ chồng của tôi đó. giờ tôi nhớ ra rồi, nhớ rồi. Không mắc nợ tiền bạc là tôi mừng lắm rồi. Giờ trả lại vị trí cũ. Dạ khoan đã, đứng lại, đứng yên đó. Dạ. Dạ. Ủa sao mọi người bất động hết vậy? Thì cô biểu đứng yên. Dạ không, ý tôi đứng yên là để yên đó, để yên đó, để yên đó. Hiểu rồi, để yên đó đi, để cái dâu nó dọn. Nó dọn. Dạ bây giờ ba cầm cục đá màu trắng lên. Dạ. Rồi xong ba để chứ cái chân dưới góc bàn nè ba. Cái chân á, để dưới đất luôn ba. Dạ để dưới á. Dạ đúng rồi. Dạ ba ngồi đó, ba ngồi canh luôn. Dạ ba ngồi đó. Dạ đúng luôn rồi, hay quá. Mẹ đây. Mẹ cầm cục đá này lên. Dạ mẹ cầm cục đá. Mẹ ôm vào lòng mẹ đi mẹ. Ôm vào lòng mẹ. Không con à, cục đá này thì mỗi ngày là mình để chỗ này mà. Dạ nhưng mà bây giờ không đúng nữa. Mẹ phải ôm vào lòng mẹ. Nè nó có chữ tâm nè, mẹ ôm vào lòng mẹ. Dạ rồi, mẹ nó đi mẹ. Hả? Đi mẹ. Cục đá. Dạ dĩ nhiên là con. Dạ với dầu đi mẹ. Rồi, thấy anh nhanh lên, nhanh lên. Lấy cái tấm này, bỏ sau lưng mẹ. Bỏ sau lưng mẹ, nhanh lên, nhanh lên. Nè, dở cái gói ra, để dưới cái gói. Nè, để vô. Đúng rồi, để nhanh lên. Rồi, nó phải ẩn ẩn hiện hiện như vậy. Người ta bước vô nhà mình, người ta mới tò mò. Đó, như vậy mới đúng phong thủy. Trời đất ơi, dâu đặt đâu cha mẹ ngồi đó sao? Rồi ở đâu nay ra kiểu phong thủy nữa em? Thì em đi coi thầy phong thủy. Thầy phong thủy nói á là phải đặt tất cả những đồ vật trong nhà mình như vậy thì em mới giữ được chồng. Tôi ngồi vậy có ngại không ạ? Sao bình thường. Mà khoan, anh gặp em hay là anh gặp chồng em? Gặp em. Đúng rồi. Là Lâm à, anh có cái bao trời này nè, anh tặng cho em. Khi nào mà em muốn đi làm đẹp nè, đi shopping nè, thì nó giảm giá cho em đi lắm á. Nè. Tài này, mua voucher tặng vợ người ta, tranh thủ nó xấu vợ mình. Ý đồ gì đấy? Anh tặng voucher cho em. Đúng rồi. Công nhận anh cũng khéo quá ha. Khéo vậy đó mà còn chưa yên thân với bà Lệ vợ tôi nữa đó. Vậy thì nếu mà theo suy đoán của em thì chắc chắn anh sẽ nhờ em giúp một việc gì đó mà có liên quan tới Lệ, đúng không? Anh đi lang thang ngoài đường hoài không có về nhà, anh khó chịu quá đi. Cái gì? Anh đi lang thang ngoài đường? Chuyện gì mà nghiêm trọng tới nỗi nhà của anh mà anh không dám về? Anh nói nghe nè. Cái vụ án gì sao kể to to cho người ta nghe với. Kể gì nhỏ xíu vậy cha nội. Tức thiệt. Trời ơi. Thì đó nó vậy đó. Trời ơi. Tôi nói thiệt với anh nha anh Tài, nếu tôi mà là bà Lệ tôi cũng ly dị chứ đừng có nói. Trời, cái gì mà kinh điên nồng điên tới mức đó mà. Anh biết lỗi thầy anh. Anh nghe cái lỗi bự chảng luôn, bây giờ anh biết sao luôn nữa. Anh khổ tâm dễ sợ luôn. Bây giờ sao? Trời, cái chuyện gì mà kinh thiên động địa dữ vậy trời? Sao anh có thể làm như vậy chứ? Giờ anh lỡ rồi, anh muốn về nhà lắm. Đường về nhà nó trước mặt vậy đó, nhưng mà nó xa xăm vô cùng. Thôi, tôi thấy là cái chuyện này nó khó lắm. Mấy em cầm cái voucher này về đi, chứ tôi thấy là tôi không có giúp đỡ gì được cho anh rồi đó. Không, em mới cầm đi, anh không có dùng tới nói đâu. Tại anh nghĩ em với lại Lệ vợ anh đó là bạn thân với nhau. Em nói tiếng á thì Lệ cũng nguôi ngoai phần nào. Nhưng bây giờ khó quá thôi, anh phải đành chịu chứ biết sao bây giờ em. Thôi, trời ơi, tôi không nghĩ là anh. Trời ơi, anh Tài ơi thiệt luôn á, tôi không nghĩ anh có thể. Thôi được rồi, bây giờ vậy đi. Tôi sẽ tìm cách tôi nói chuyện với Lệ. Nhưng mà nói được hay không được thì đó là cái suy nghĩ của Lệ, tôi không thể nào mà tôi ép buộc cổ được, đúng chưa? Vì sao có sự giúp đỡ của Lam là tôi yên tâm rồi. Nhưng mà khoan, tôi có chuyện này muốn nói với anh. Lam nói đi. Cái chuyện này á, anh không được xì ra với anh Hổ chồng tôi là anh có con riêng ở ngoài nha chưa. Ủa mà tại sao không kể cho Hổ nghe được vậy? Tại vì tôi không muốn chồng tôi noi gương anh hiểu không? Rồi đi tòm tẻ ở ngoài lòi đi một đứa, anh hiểu không? Đúng rồi, không nên noi theo gương xấu. Thôi đi về đi. Về nha, cảm ơn Lam. Quá trời hư à. Công nhận cái cha Tài này lợi hại thiệt ta. Không sợ vợ, mà không có vợ bé, còn có còn thêm nữa. Lợi hại, đáng nể. Anh nên ông kể qua tôi hỏi chị này cái coi. Nói đi. Ông đã bao giờ mà bị sốc, bị chấn động tinh thần bởi một thông tin nào đó chưa? Thông tin gì? Nói chung là tôi, cái chuyện mà làm tôi sốc nhất mà chấn động tinh thần nhất là cái chuyện tôi phát hiện vợ tôi nó rút hết 50% số tiền trong tài khoản tôi nó cho người ta đó. Cái đó là về vật chất. Còn ý tôi muốn hỏi là về cái tinh thần á, cái thông tin nào mà làm cho tinh thần ông bị suy sụp á. Bộ ông bị bà Lam bạo hành hả? Ôi mà tôi nói là mấy người phụ nữ như bà Lam thấy dữ lắm. Tôi nói thiệt, bả chắc dạy chồng cũng hơn mấy người phụ nữ bình thường đúng không? Đoán hay quá ha. Chứ gì nữa. Sai bét rồi ông ơi. Bị đánh dữ lắm không? Thôi đi. Thôi nói đại cho trai, kêu đón hoài mệt quá. Đang buôn bán mà đón gì. Là cái vụ cha Tài chồng bà Lệ ở hẻm Hoàng Hoa của mình nè. Cha Tài sao? Ổng có bồ. Đã vậy còn có con thêm nữa. Kệ người ta đi. Chuyện đó của người ta đừng có nói chuyện người ta. Nhiều khi không biết nói mang tội đó. Mệt quá. Định ra báo cho ông thông tin này hấp dẫn, không ngờ ông dưỡng dưng vậy. Khỏi đi, không cần kể nữa, miễn bàn luôn, đi về. Đấy, sao vậy? Tôi hỏi thăm nè, nhưng mà nhớ nha, đừng có nói cho ai biết cái chuyện đó nghe không? Nhất là qua vợ tôi đó nghe không? Sao lạ vậy ta? Kể chuyện này ra cho ai thì cũng hời hợt không thèm nghe. Mà đi dặn ngược mình là đừng kể cho ai nghe hết. Kiểu như là biết rồi vậy cha. Thôi đừng có đón mò nữa. Giờ nói tóm lại ông ra đây ông tìm tôi có chuyện gì? Có. Chuyện gì? Cái chuyện này á, thật ra cái thông tin hồi nãy là định lấy lòng ông thôi. Chứ dạ? Mà thấy ông không có thích, không có vui cho nên là không bàn tới chuyện đó nữa. Bỏ chuyện đó qua một bên ha. Rồi bây giờ cần tôi giúp bây giờ nói thẳng ra hoạch tẹt ra đi, cần gì? Ông á, hôm qua nhà của tôi á, ông gặp vợ tôi. Ông nói cho vợ tôi một thông tin là thằng Hổ nó đang có ý định là có bạn gái và đẻ con thêm. Hả? Cái gì vậy? Thích giùm mà mua tùm lum vậy hả? Trời ơi, tôi mua cái này là vì bà hết đó. Sao? Nó nghe nè, dù muộn màng nhưng mà có mà giận hơn. Là sao? Thì cái chuyện mà ông Tài nhà bà có con riêng ngoài đó. Trời ơi, bà Lệ mà bà hay quá, sao bà không nói? Tôi biết bà không chia sẻ, tôi biết bà giấu kỹ quá vậy bà Lệ. Thật ra cái chuyện này tôi cũng bất ngờ lắm á bà. Tôi nghĩ hả là tôi giấu kín trong lòng. Bà biết không, tôi khóc lòng không á, khóc ở trong bụng á, mà tự nhiên bà nhắc chi muốn khóc quá, muốn khóc. Lệ cứ khóc, khăn giấy đừng có làm lọt. Không lo gì nữa. Cái đó khăn giấy này nè là chồng bà cho tôi cái voucher đó mà tôi vô siêu thị tôi không mua mỹ phẩm, tôi không mua cái gì cho bất kỳ tôi hết. Tôi mua khăn giấy cho bà. Bà thấy tôi thương bà chưa? Tôi buồn lắm mới làm. Làm biết không, tôi nghe cái chuyện tôi buồn lắm. Mà buồn nhất là cái con tình địch của tôi á, nó cao lắm. Tôi đụng kế nó một cái kém tự tin hẳn luôn á. Trời ơi, nó xỉ vả tôi buồn lắm. Con tình địch của tôi sẽ giết chết nó tên là Lily. Nó đẻ ra thằng con đặt tên là Kumo. Trời ơi, thôi chết rồi. Cái gì? Tại sao bà không làm lớn chuyện lên, bà làm rần lên coi sự sống mặt ai cho biết, Trời nghe bà thì có lên máu quá. Tôi nói cho bà nghe, tôi cũng muốn làm lớn chuyện lắm á. Nhưng mà sau đó tôi suy nghĩ lại, tôi nghĩ á, một phần chắc cũng có lỗi của tôi. Tại vì tôi chỉ đẻ được có 2 bánh bèo à. Giá như mà tôi siêng chút nữa, tôi đẻ chồng đứa con trai. Nhà đâu có cái chuyện ngang trái này đúng không? Ủa sao ngộ nghĩnh vậy ta? Sao mọi người cứ phải quy định là phụ nữ là phải sinh con? Cái này là tôi không có đồng cảm với bà được. Tại vì tôi suy nghĩ phụ nữ là phải sinh con. Bà bậy rồi. Phụ nữ là phải sinh. Phải sinh. Nhân tới sinh con. Khóc đi đừng ngại nha. Lẽ ra đó vợ chồng tôi không phải nhiều chuyện đâu. Mà tại vì tôi sợ vợ chồng của Hổ Lam bị lung lay. Cho nên tôi phải qua tôi nói thiệt cái chuyện này đó. Thiệt luôn á. Bây giờ đầu đuôi câu chuyện cái sự việc như thế nào tôi muốn hai vợ chồng kể chi tiết cho Lam nghe. Thật chi tiết. Ai kể? Dạ thưa chị, kể chuyện là Rini. Có cái chuyện này không biết tôi phải trải lòng sao với anh chị cho anh chị hiểu giùm tôi. Thì có cái chí thì anh cứ nói đi. Nói đi. Anh chị cho phép thì tôi mới dám nói. Có ai nhập mà nói chuyện cho đàng hoàng quá vậy? Là nhờ giả mà. Thật ra tôi rất muốn có con. Mẹ tôi cũng muốn tôi có con. Em gái tôi cũng muốn tôi có con. Mà vợ tôi không muốn tôi có con. Chính vì vậy em rất là muốn tìm người đẻ con cho em. Cho nên ngày hôm nay em muốn qua đây để nhờ chị giúp em được không? Trục tí cho nói em hứa. Trắng mà trượt mặt trong em mà anh nội như rửa. Tha là anh nội xấu lứng. Phải đấy hả? Không phải, trượt mặt trong em anh buông. Nói gì vậy cha? Thì có xin phép đàng hoàng mới nói mà. Xin phép gì? Tự nhiên là đòi gì vậy hả tôi? Ý của em muốn nói là hai người tìm đối tác khác giùm cho em để đẻ một đứa con. Nói một đó rõ ràng đi cha. Nhưng mà không được mô ảnh lên như rửa là sai lắm nghe chưa? Gắn quả. Đúng rồi, dù mình có muốn có con như thế nào cũng không được làm cái cách này nghe chưa hổ? Tội điên dễ sợ mà. Trong hổ về đây hả? Tôi xé tán tành ổng ra luôn cho dẹp luôn cái gia đình đó. Thôi mà bình tĩnh đi cô Lam. Cô Lam, tôi nói cô Lam nghe, thật sự á, đàn ông á ai cũng mong muốn có được một đứa con hết trơn á. Giống như tôi nè, từ hồi mà tôi có một cô bo đó, tôi đổi thai cánh tình tôi đàng hoàng lắm. Hồi đó tôi hung dữ, tôi la bà này hoài à. Từ hồi mà có cô bo tôi đội bà lên đầu, mặc dù bà đâu có đẻ đâu. Anh đi, bây giờ chị cho anh một đứa con đi, vui nhà vui cửa, biết đâu hả anh sẽ hạ sờ chị. Mà một cách ngoan ngoan này, vui vẻ, về chiều, với rửa là êm rồi. Anh Đài, sau khi nói chuyện với Lệ thì tôi quyết định là tôi đứng về phía Lệ. Nên chuyện này anh tự giải quyết đi, tôi không giúp gì hết. Mày làm, vậy là tôi bít cửa đó hả Lam? Anh làm cái chuyện tại trời như vậy mà anh còn mong đừng về hả? Tôi xin xỏ Lam mà, nó giúp giùm tôi một tiếng đi mà Lam. Giúp tôi đi Lam ơi Lam. Tôi nói rồi, tôi không có giải quyết gì hết, tôi không giúp đỡ gì hết. Lam, nha. Lam ơi, Lam. Dạ yêu. Dạ. Anh có cái ý định hay lắm. Hôm nay mình đừng ăn cơm gì hết. Mình ra đường mình ăn phở đi. Anh thèm phở lắm. Cái gì? Ăn phở. Anh thèm phở hả? Vậy thì hôm nay anh muốn đi ăn phở đúng không? Đúng rồi. Hôm nay không cơm cũng không phở gì hết. Tại sao vậy? Nè, bắt đầu từ khi nào anh có ý định đi ra ngoài? Anh có định đi ra ngoài rồi tòm tèm rồi mới kiếm người khác sinh con là sao hả? Tay em luôn rồi. Tại sao anh làm vậy? Tại sao làm vậy hả? Nè, em nói cho anh biết nha, em còn dữ hơn Lệ nữa đó. Anh mà ngó ngoe đi theo con đường của ông Tài á là anh chết với em biết chưa? Vợ có gì sai, sao có sai mà sai vợ là ăn đòn. Sợ vợ có gì sai, sao có sai mà sai vợ là u đầu. Em ơi đừng có la, anh lon ton chạy quét nhà. Anh đang rửa chén nè, em uống gì anh pha. Em ơi đừng khó khăn, anh luôn luôn cố gắng mà. Anh là ô xin cao cấp, em mệt về nhà anh lo. Sợ vợ có gì sai, sao có sai mà sai vợ là ăn đòn. Sợ vợ có gì sai, sao có sai mà sai vợ là u độc. Ê anh em mày râu ơi, sợ vợ sống được lâu. Sợ vợ ta mới ngầu, nên sợ vợ ta mới giàu. Vợ ta đừng có sợ tôi, sợ vợ có gì sai. Vợ mình là luôn đúng, vợ mình xinh nhất hành tinh.